Xin kính chào quý vị. Kính thưa quý vị, ngày mai giờ tốt thế nào, xuất hành hướng nào thì may mắn hên xui, có cần kiêng cữ gì hay không, việc xây nhà, đổ trần, cưới hỏi hay là tang lễ thì cần lưu ý gì? Xin mời quý vị sẽ cùng Minh Tâm tổng hợp qua những thông tin rất ngắn gọn về lịch âm dương vạn sự để chuẩn bị cho mình một tâm thế phù hợp nhất nhé. Thông tin chung về lịch âm hôm nay 14 tháng 3 năm 2024. Dương lịch 14 tháng 3 năm 2024, âm lịch mùng 5 tháng 2 năm 2024 nhằm ngày câu trận hắc đạo. Xét về can chi, hôm nay là ngày Đinh Sửu, tháng Đinh Mão, năm Giáp Thìn, thuộc tiết khí Kinh Chập, ngày Bảo Nhật Đại Cát. Ngày Đinh Sửu, âm hỏa sinh âm thổ, là ngày Đại Cát nên rất tốt, có thiên can sinh địa chi, thiên khí và địa chi sinh nhập, công việc sẽ ít gặp trở ngại, con người dễ đoàn kết. Việc nên và không nên làm ngày 14 tháng 3 năm 2024. Việc nên làm: đổ trần, xây dựng, lập mái nhà, sửa chữa nhà, tranh chấp, kiện tụng, tế lễ, chữa bệnh, an táng và mai táng. Việc không nên làm: động thổ, chuyển về nhà mới, cưới hỏi, xuất hành đi xa, khai trương, mở cửa hàng, cửa hiệu và cầu đài lộc. Tuổi hợp và xung khắc với ngày 14 tháng 3 năm 2024. Tuổi hợp với ngày Tỵ, Dậu. Tuổi khắc với Tân Mùi, Kỷ Mùi. Giờ xuất hành: giờ hoàng đạo Nhâm Dần 3 giờ đến 5 giờ, Quý Mão 5 giờ đến 7 giờ, Ất Tỵ 9 giờ đến 11 giờ, Mậu Thân 15 giờ đến 17 giờ, Canh Tuất 19 giờ đến 21 giờ, Tân Hợi 21 giờ đến 23 giờ. Giờ hắc đạo: Canh Tí 23 giờ đến 1 giờ, Tân Sửu 1 giờ đến 3 giờ, Giáp Thìn 7 giờ đến 9 giờ, Bính Ngọ 11 giờ đến 13 giờ, Đinh Mùi 13 giờ đến 15 giờ, Kỷ Dậu 17 giờ đến 19 giờ. Từ 11 giờ đến 13 giờ giờ Ngọ và từ 23 giờ đến 1 giờ sáng giờ Tý là giờ xấu, cầu tài lộc thường không có lợi, hay bị trái ý và xuất hành đi xa thường gặp nạn. Từ 13 giờ đến 15 giờ giờ Mùi và từ 1 giờ đến 3 giờ sáng giờ Sửu, thời điểm rất tốt để xuất hành đi xa và thực hiện mọi công việc. Cầu tài lộc hãy đi theo hướng Tây Nam sẽ mang đến sự bình an, may mắn và thành đạt. Từ 15 giờ đến 17 giờ giờ Thân và từ 3 giờ đến 5 giờ giờ Dần, cầu tài lộc hãy đi theo hướng Nam sẽ mang lại nhiều tin vui, trồng trọt và chăn nuôi sẽ gặp được nhiều may mắn và thuận lợi. Từ 17 giờ đến 19 giờ giờ Dậu và từ 5 giờ đến 7 giờ sáng giờ Mão, nghiệp khó thành, cầu tài lộc mờ mịt, kiên tụng tranh chấp nên cần hoãn lại. Tránh việc tranh luận, miệng tiếng, cãi cọ, làm công việc gì cũng nên cẩn trọng, xuất hành đi xa dễ mất cắp. Nếu đi hướng Nam mất của thì tìm nhanh mới thấy. Từ 19 giờ đến 21 giờ giờ Tuất và từ 7 giờ đến 9 giờ sáng giờ Thìn, xuất hành có thể xảy ra cãi cọ, tranh luận, gặp chuyện không hay. Vì vậy, cẩn trọng trong lời ăn tiếng nói, cần phải giữ miệng tránh xảy ra ẩu đả cãi nhau. Từ 21 giờ đến 23 giờ giờ Hợi và từ 9 giờ đến 11 giờ sáng giờ Tỵ, thời gian xuất hành đi xa, buôn bán, mở cửa hàng, cửa hiệu rất tốt, mang lại nhiều may mắn. Đặc biệt người đi sẽ về nhà, phụ nữ sẽ có tin vui mừng và mọi công việc đều được hòa thuận. Ngày xuất hành: thiên tạc, xuất hành đi xa xấu, cầu tài lộc không được, đi đường dễ mất đồ, mất của và mọi công việc không được hòa thuận. Hướng xuất hành: xuất hành theo hướng Nam để đón hỷ thần và xuất hành theo hướng Đông để rước tài thần. Thông tin trên chỉ mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.